Rồi ạ. Rồi ạ. Chưa. Nào. Ờ, bộ giáo. Lớp 3. Lớp 10 ạ. Bây giờ có thua lộ không? Không. Chưa? Mình gặp nhau mình trước giờ học được không? Đây ngày cuối rồi đấy, nhưng em ký còn chuyển phượng nữa. Có một điều tớ đã muốn giữ chỉ riêng cho mình tới thôi. Nhưng nghĩ rằng sau ngày mai chúng ta sẽ chẳng bao giờ gặp nhau nữa. Tớ lại muốn chia sẻ điều này với cậu. Rồi, đúng 15 trang rồi. Chỉ nghe thôi, đừng nói gì nhá. Khiêm à, tớ thích cậu, thật đấy. Cậu có biết những cảm giác đó đã bắt đầu như thế nào không? Ngồi yên nhá. Đi ra chơi. Hmm.
tôi đi cùng với bà là được cái gì? Cô cảm ơn. Cuối buổi cô sẽ giả lại đề cương. Giờ kem rửa trang 47 ra. Hôm nay chúng ta sẽ học về bài thơ Tây Tiến của Quang Dũng. Giữa cái bộn bề của thị trường thơ hôm nay, thì thơ Tây Tiến của Quang Dũng vẫn luôn làm xôn xao cõi lòng bởi những vần thơ đượm màu kiêu bạc hào hoa. Sông Mã xa rồi, Tây Tiến ơi. Thơ hay là vậy, có sức rung động mãnh liệt là vậy. Không cần tỉ mẩn bóc từng câu từng chữ, mà thấm vào lòng người như sự dung cảm chân thật, đến run rẩy từng làn da thấu thịt. Tây Tiến đã chinh phục người đọc bằng tâm trạng của người con trai ra đi tìm đường cứu nước trong buổi đầu kháng chiến, với tâm tư in bóng hình dáng hình sông núi. Năm ngoái đã thi vào bài thơ Việt Bắc, năm nay khả năng thi vào bài thơ Tây Tiến là rất cao. Một chút thôi, để yên như này nhá. Câu hỏi của bài thơ Tây Tiến này cô đã cho rất kỹ ở trong đề cương rồi. Các em nhớ phải ôn luyện thật kỹ đấy. Bạn nào phân tích được bài này? Cô Mới Hiên nào? Hiên, cô đang gọi em đấy. Sao thế? Ra là thế này. Cứ ngủ một chút thôi. Xách nước cho đến khi nào hết buồn ngủ thì thôi. Nghe rõ chưa? Rồi ạ. Phạt luôn cả Hiên. Hiên giận à? Cô cũng vô lý thật đấy. Mà lần sau ấy, cô có gọi thì Hiên cứ đứng dậy, không phải che cho Khiêm đâu. Thì đây cũng là lần đầu tiên Hiên bị phạt mà. Cuối năm rồi. Thế mà Bình Phong. Bình Phong gì cơ? Hiên chẳng phải là Bình Phong cho Khiêm còn gì? Đưa đây. Thôi, để Hiên sách cũng được mà. Nam nhi đại trượng phu ấy, ai lại để con gái sách nước? Hơn nữa ấy, Hiên là Bình Phong của Khiêm. Đưa đây. Quả này các cây kiểu gì cũng chết vì sũng nước. Không biết bao giờ thì được vào lớp học nhỉ? Ôi giời, vào lớp làm cái gì? Vừa chán vừa buồn ngủ. Thì Hiên sợ bỏ tiết thôi. Nhỡ thi vào mấy phần hôm nay mình học thì sao? Ôi giời, Hiên mà cũng phải lo thi á. Thong thả chút đi, con gái học nhiều quá không tốt đâu. Tại sao? Thì xấu chứ còn sao nữa. Ý Khiêm là con gái phải biết chăm sóc bản thân mình một chút, không là
Hay em kia không làm nhiệm vụ mà ngồi tâm sự với nhau thế hả? Em xin lỗi cô ạ. Bọn em tưới mỗi cây 2 lần rồi cô ạ. Thế dọn nhà vệ sinh chưa? Để sau, anh đang bị phạt. Hiên có sao không? Hiên xin lỗi nhá. Hiên! Tại sao Hiên khóc? Tại Hiên tìm Khiêm cả buổi mà chẳng thấy Khiêm đâu cả. Thì Khiêm ở đây rồi còn gì nữa? Khiêm,
có thể lại gần Hiên một chút nữa được không? Một chút nữa. Khiêm trả lại Hiên cuốn sổ này. Trả cho Khiêm cái áo này. Khoan đã. Khiêm... Khiêm cảm ơn Hiên nhá. Tại sao? Vì... Hiên đã làm bình phong cho Khiêm suốt 3 năm qua. Hiên này. Đây... sẽ không phải là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau đúng không? Ừ. Chắc chắn sẽ không phải là lần cuối cùng. Hẹn gặp lại Khiêm vào một ngày nào đó nhé. Ừ, một ngày nào đó. Tớ thích cậu. Thật đấy.